Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ bắn hai khẩu 3Z VIP, đó chính là 3Z Transformer và 3Z Bombix, xem khẩu nào ngon hơn. Ok. Và chúng ta sẽ lên chỗ cao nhất để quay tay. Bắn mấy khẩu 3Z này thì quay tay là một cái niềm vui cực kỳ là không thể thiếu được. Ok ạ. Đây rồi. Úi dồi ôi, sao những pha snip bừa thì đéo trúng viên nào. À đây rồi, có một viên trúng rồi. Đó, bình tĩnh xem nào. Úi dồi, cận chiến kìa. Vai xoài vẫn thấy nhìn hứng chó thật ý. Cầm 3Z thì cứ đứng từ xa mà dã thôi. Cái cảm giác của mình bắn cái khẩu 3Z Transformer này cho cái dòng súng sniper và một cái con máy cực kỳ ngon, đó chính là iPhone. Thôi đọc nhiều quá anh em lại bảo là khoe hai điện thoại mới các kiểu. Ok, con điện thoại này thì thực sự là không phải khoe. Úi, nó mượt thật anh em ạ. Bắn vẫy rất là sướng. Vẫy đéo trúng viên nào cơ. Cố lắm rồi. Úi dồi, úi dồi ôi. Cái gì vậy? Vãi xoài. May quá. Một quả vét máng không thành công của chị Cương Thi. Quả đấy vét được hai thằng thì đúng là hư cấu ấy. Ôi ôi, mắc cái gì này? À, quả này. Yếu rồi. Một viên thôi. 3Z này thì nó cứ tầm có vài nghìn đam nhỉ, quên bà không mấy nghìn nói tính nói. Ôi rồi tính bay qua, bạn cứ bay qua đi. Ô ui rồi, ui rồi, hay 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 kìa, bị mệnh bắn bay kinh vậy. Từ từ bạn ơi, bay như thế mình cứ tưởng bạn là chim cơ, không phải là dom nữa. Ui rồi thôi, chạy thôi, bọn này bắt đầu muốn chắp cánh ước mơ rồi, bọn này muốn bay cơ. Cứ kệ bọn đấy bay đi. Mình là người, mình không có cánh, phải chạy thôi. Úi dồi ôi, đứng im này. Vãi xoài. Thế cũng hiện cừu ạ. Một pha này, ôi dồi ôi. Tao sợ mày quá cơ. Cứ tưởng là cầm cái lưỡi liềm ấy, cắt ai là cắt được đâu. Không đơn giản đâu bạn này. À có hero này. Úi dồi ôi, thùng hàng cũng thất thủ kìa. Vâng, nhìn đau hết cả ruột. Vâng, đồng đội tôi khổ thân. Vâng, mấy thằng thẩm du. Cái gì đấy? Ăn nốt cái thằng này này. Ok, chúng ta sẽ qua bên này. Chúng mày cứ bơi hết vào đây. Tao sợ chúng mày quá cơ. Nhìn đi đâu, úi dồi ôi. Một viên nó còn có tí máu thôi anh em ạ. À, rồi sau ngó ấy. Ok, chúng ta đã có lục cover. Biến luôn. Biến luôn. Còn có vài giây thôi, chúng ta sẽ lấy ít kill và kết thúc hiệp 1. Úi dồi, cứ bảo là không đau đi. Vâng, cứ bảo là không đau đi. Ơ, không chết kìa. Ôi, tiếc thế, vâng, cái đằng này bị mệnh. Nó cầm cái lưỡi liềm, nó vung qua vung lại nhưng kiểu được mùa ấy. Quả đấy không ăn được thì đúng là hơi phí. Phí thật, toàn dung non. Và sao bọn này máu trâu nhở. Cứ chém đặc biệt, bình thường là một con, một kill thôi. Nhưng bây giờ cứ hai phát thôi, bất kể là chém thường hay đặc biệt. Mệnh phòng này hư cấu nhở. Ui dồi, may quá. Thằng bên cạnh làm zombie ạ. Hết hồn. Vai xoài, bắn gần chết rồi lại thoát ra. Đây rồi, ui dồi ôi, đau thế. Vâng, 3Z cứ ghim vào người. Ôi dồi ôi, tập trung một mả zombie này. Thôi chắc mình sẽ té rồi. Cái mặt thằng Cương Thi nó ra, nó đứng đấy, nó vét hàng gì. Thôi, em không đủ can đảm để đứng trên đấy nữa. Tim rụng rời, tay chân rụng rớt. Rồi gì đây? Cương Thi này nó thích đuổi theo mình nhỉ? Chắc là 3Z nó đẹp, súng to mà. Súng to thì không lo chết đói nhé, em hiểu không? Khoai to lắm. Úi dồi ôi, úi dồi, gì đây? Gì đấy? À, rồi. Ui, 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 cái điện mạnh. Hết hồn. Làm gì căng vậy? Nó nhảy từ dưới đấy nhảy lên ạ. Đùa. Tao sợ mày quá. Ra đây, anh em đâu? Úi dồi ôi, dã vào đầu nó mạnh ghê ấy. Bắn cái khẩu này nó không sợ hết đạn anh em ạ. Các bạn không cần thay đạn đâu. Bắn thì đến lúc nó tự thay. Đấy. Ui, 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 ui. Stop, stop here. Ok, đúng rồi. May quá, quả đấy mình tính rút lục cơ. Nhưng rút bà nó cái phi tiêu. Mà công nhận phi tiêu mạnh thật anh em ạ. Một vũ khí cover cực kỳ tốt.
Hồi trước mình thấy cái phi tiêu đấy như kiểu phế vật ấy, nó mang theo chỉ nặng thêm kho đồ. Ui hồi lên đây đây, bọn cường thì nó hiếp kinh quá anh em ạ. Mình không thể đủ can đảm để có thể đứng những chỗ khác, nó chỉ giết mình thôi. Giết mình thôi. Cứ lên đây đây mà quay tay thôi. Bơi hết vào đây, úi xuống nhảy xuống nữa. Rồi xong rồi, số mệnh đã an bài rồi. Cứ rớt xuống xác định thôi. Nó hiếp cho bằng chết. Này thì nhảy này, úi xôi. Úi xôi. Khó lắm. Trên này toàn gất linh này. Đã thế còn 3Z cover như thế này nữa. Sống làm sao được. Chỉ cần vẫy bừa thôi. Ôi, ôi tôi xong rồi. Úi xôi, tôi xong rồi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Chết nè. Hay quá. Vâng kiểu này như kiểu mình bút kill cho nó nhở. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, cái thằng dung non nó không thèm. Nó không thèm mình luôn. Ơ kìa. Ơ kìa. Phải xoài, vâng mình bắn nó yếu như thế thôi bạn không ăn được. Quả đấy tích, đừng tích lỗi tại mình nhá. Mình cố gắng cô với hết sức. Ôi tôi xong rồi. Thằng tơ mình xuống đây. Thằng tơ mình xuống đây. Con lợn này, úi dồi. Gì đây, bơi hết vào đây. Bơi vào đây, úi dồi ôi. Định mệnh. Vâng, chém như thế không chết. Ảo vậy. Không sao, chúng ta sẽ cùng đến với 3Z Bon Beach. Và mình sẽ đổi sang. Ấy chết nhầm, tay phải đi. Ok. Vâng, 3Z Bon Beach thì bắn nó cũng sướng. 3Z Transformer thì được cái giảm thanh. Vâng, nó tăng hiệu ứng deplay nhanh hơn. Nhưng mình không cảm giác. Người định mệnh. Khốn nạn thế. Úi dồi ôi, đâu nữa, úi dồi ôi. Vai xoài. Có thằng nào nữa, quay tay này. Bị mệnh nữa. Nó đứng kiểu thế thì bố thằng nào cào được. Thôi, té. Cái khẩu 3Z Transformer thì, à chết nhầm. Đúng rồi, Transformer thì mình cảm giác là bắn nó không được sướng. Không được sướng bằng 3Z Bon Beach. Trong cái dòng 3Z thì Bon Beach là nhất rồi. Chẳng có thằng nào qua đâu. Vẫy cực kỳ đã luôn. Rồi còn thằng này nữa là có hero. Úi dồi ôi, đơn giản thôi. Vâng không cần cố đâu bạn ơi. Cứ đứng im thôi, hưởng thụ nhá. Úi dồi chạy đâu ấy. Mình bảo đứng lại rồi. Và bây giờ bạn chạy đến đường trời bạn ạ. Cái số phận của bạn thì nó thuộc về mình rồi. Rồi còn hai thằng hero. Úi dồi ôi, nó bắn sấy cả định mệnh. Bọn dùng đầu nó đang đợi mình ấy. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Tao lại sợ mày quá. Tao lại yếu. Tao lại yếu quá. Ơ cái định mệnh chạy à. Chạy này. Chạy này. Một pha nữa. Một pha nữa thôi. Anh em đâu lùa nó xuống à. Chạy đường trời. Cầm súng chạy bằng mắt à. Cầm dao mình chả sợ nó cầm súng nha. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Chạy bằng mắt nha. Mình có cái kỹ năng đặc biệt nữa ấy. Thì cái việc mà con hero nó chết thế là điều quá là bình thường. Và chúng ta sẽ lên đây quay tay. Và quay tay phải chọn chỗ cơ. Chỗ phải hợp phong thủy. Phải đẹp, nó hợp thẩm du nó mới sướng anh em ạ. Mong mong trận này làm zombie ấy nhá. Định mệnh. Hay quá, không biết đâu zombie rồi. Úi trời ơi. Lại zombie non. Thế này thì chúng nó thoát à. Ôi, vãi snip công trung kia. Vâng, nhiều pha thì nó ảo ảo một tí. Cảm giác mình bắn cây này nó nhanh hơn. Không hiểu tại sao, bắn rất là dễ. Ôi, cái khiên lâu vậy. M240B Tesla nữa. Nó đứng bên cạnh như thế này thì chả sợ. Nhưng cơ bản thì không có zombie mà bắn thôi. Phòng này hơi bị ít zombie trận cuối rồi. Úi dồi. Thằng tơ nó bất lực thế. Vâng, ở phía trên xa này nhiều lắm bạn ơi. Sao không qua đây mà cào. Vâng, đi ở giữa đấy thì kiểu như là miếng mồi cả chục thằng nó chĩa vào ấy. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Thằng dung lo này. Mày chạy đâu? Chạy đâu? Úi dồi nhấp nháy rồi. Thôi xong rồi. Úi dồi ôi. Chém bừa cũng chết ạ. Bác ảo vậy. Của tao này, ngồi đấy mà KS này. Nãy giờ KS hơi bị nhiều nhá. Ôi, anh em nhanh quá. Toàn súng to thôi. MG mà dã.
á đồ. Thôi xong rồi. Tuy nhiên nấp kiếm hero vào bạn ấy. Ở chơi như thế nó không phải đào đâu. Ôi tơ làm gì đây? Ui, tơ bị lag này. Ui thằng tơ AFK luôn rồi. Vãi mặt, nó cứ đâm mặt vào tường thôi. Và bây giờ nó đứng im rồi. Đứng im rồi, không kịp. Bọn này nhanh thế. Vẫy nó vừa vừa thôi. Ui ôi, mình vẫy đúng một phát vào đầu thế là bọn kia nó nút luôn. Ui bắn không trúng kìa. Cái định mệnh nữa. AK VIP đầu ra. Khiếp vậy, khiếp thế. Hôm nay tặng AK VIP à? Sao nhiều vậy? Còn 16 giây, 15 giây. Con này hơi bị ít zombie. Chúng ta sẽ cùng đến với trận tiếp theo thôi. Trận này ít zombie để bắn quá à. Vâng, không, nó không đủ cảm xúc cho một khẩu súng mệnh như thế này. Và cảm xúc thì nó ở đầu trận hết rồi. Đến cuối trận thì zombie ít quá. Ok, các bạn thấy không? Nó lên hết trôi tùng hàng, nó cầm ngất linh, quay tay như thế kia thì làm sao có zombie được. Còn chơi thì nó cũng vừa vừa phải phải. Nó chỉ có zombie để mà bắn thôi. Nhưng thế cũng ok rồi. Các bạn đừng có mang hack vào đây nhá. Định mệnh chơi zombie mà mang hack vào nữa thì phải lôi mang tấu sớ làm viết các kiểu thôi. Vâng, chúng ta phải viết. À đây rồi, đây rồi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Kìa, kìa. Úi, cái định mệnh thế cũng bị nó cào. Hay quá, double kill. Úi dồi ôi, yếu rồi à. Yếu này này, đã ghê đấy các bạn, thấy đã không ạ? Vâng. Nhiều dùng bài như thế này thì đặc biệt là dùng non nhá. Cứ tầm 2 viên thôi. Không cần nhiều. Úi dồi, đã thật. Cầm 3Z như này thì ai chả thích. Cứ cứu lên ấm ấm đi. Úi dồi, chạy đâu? Chạy đâu? Thằng này máu trâu này. Chạy đâu? Úi dồi, headshot. Vừa lời. Úi dồi ôi, đã thật. Bằng một viên cứ tầm một kill thôi, không cần nhiều. Chờ mình sẽ té thôi. Cảm giác bất an nó lại ùa về. Đến cái lúc như này thì chúng ta nên tìm một cái chỗ nào đấy nó an toàn một tí. Ôi, dùm non nó chạy kìa. Còn nó chạy như kiểu là nhà của nó ấy. Ôi, có hero rồi. Bằng tầm này thì cứ bình thường thôi, bình tĩnh thôi. Úi dồi ôi. Úi dồi. Úi dồi. Cái gì vậy? Ôi, thằng tơ nó qua nó bị rớt xuống ạ. Vâng, tiếc thế. Các bạn tơ. Cái gì đây? Ôi, may quá. Bây giờ chỉ có biết ngay mà cái định mệnh nữa. Ui, mất giáp này. Vãi xoài. Vãi xoài. Vãi xoài. Đâu rồi? Thằng tơ này. Úi dồi ôi, bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Rồi, bơi hết vào đây. Ui, cái định mệnh chém hụt kìa. Vãi xoài. Chào mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem này thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.